Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Chung kết nội dung đua xe đạp đổ đèo tại SEA Games 31. SEA Games 31 cơ hội quảng bá du lịch xúc tiến thương mại. Nhân ngày quốc tế gia đình năm 2022 có phóng sự gìn giữ và phát huy giá trị của gia đình Việt Nam. Thái tử Abu Dhabi được chọn làm tổng thống mới của UAE. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 5 tại phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình đã diễn ra phần thi chung kết và tổ chức trao huy chương nội dung xe đạp đổ đèo cá nhân nam nữ tại SEA Games 31. Đến dự lễ trao giải có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại thời điểm diễn ra chung kết nội dung đổ đèo cá nhân nam nữ, thời tiết có mưa nhỏ nên cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thi đấu của các vận động viên. Ở nội dung này có 8 nữ vận động viên xe đạp đổ đèo của các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Philippines, Malaysia và Việt Nam thi đấu. Với thể lực tốt và các động tác kỹ thuật tiếp đất điêu luyện khi bay qua ủ bay và đường lượn sóng. Sau 3 phút 31 giây, nữ vận động viên Prastika Thiera Andini đã hoàn thành quãng đường đổ đèo 2 km với tốc độ trung bình 34 km/h và giành huy chương vàng. Huy chương bạc thuộc về nữ vận động viên người Thái Lan Dikabon Vipavi. Nữ vận động viên Philippines Gados Naomi giành huy chương đồng. Nữ vận động viên Quảng Thị Soan của đội tuyển xe đạp Việt Nam xếp thứ tư. Tôi rất vui khi chúng tôi được giải cả hai nội dung nam nữ, được một huy chương vàng, một huy chương bạc. Tuy nhiên, trong dự định ban đầu, mục tiêu đề ra của chúng tôi là phải giành hai huy chương vàng. Nhưng không sao cả, chúng tôi sẽ cố gắng vào lần sau. Tại phần thi tranh huy chương vàng nội dung đổ đèo cá nhân nam, nội dung này có 10 nam vận động viên tham gia gồm các quốc gia Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Tấm huy chương vàng là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các vận động viên Thái Lan và Indonesia. Đây là hai quốc gia Đông Nam Á có thế mạnh về xe đạp đổ đèo. Các vận động viên của hai quốc gia này đều có thứ hạng trên bảng xếp hạng xe đạp châu Á. Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, sau thời gian 3 phút 06 giây, nam vận động viên Bosen Metasit của đội tuyển xe đạp Thái Lan đã hoàn thành quãng đường đổ đèo 2 km với vận tốc trung bình đạt 38 km/h và giành huy chương vàng. Huy chương bạc là vận động viên Prayoga Andi, đội tuyển xe đạp Indonesia. Huy chương đồng thuộc về vận động viên Fazon Derrick, đội tuyển Philippines. Các nam vận động viên tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam lần lượt về thứ 8 và thứ 10. Tôi rất hạnh phúc khi hôm nay giành chiến thắng. Quả thật, đường đua rất là khó. Tôi xin cảm ơn mọi người trong đội tuyển Thái Lan. Xin cảm ơn các cổ động viên đã nhiệt tình cổ vũ cho chúng tôi thi đấu ngày hôm nay. Ngay sau khi kết thúc thi đấu, ban tổ chức đã trao giải cho các vận động viên. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao huy chương vàng cho vận động viên Bunsen Metasit của đội tuyển xe đạp Thái Lan. Ngày mai 16 tháng 5 sẽ diễn ra chung kết băng đồng Olympic nữ tại đường đua địa hình thuộc phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình. Tính đến 17 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2022, trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31,
Nước chủ nhà Việt Nam đứng đầu bảng về số huy chương với tổng số 129 huy chương, trong đó 59 huy chương vàng, 37 huy chương bạc, 33 huy chương đồng. Đứng thứ hai là Thái Lan với tổng 68 huy chương, trong đó 20 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 33 huy chương đồng. Đứng thứ ba Indonesia với tổng số 53 huy chương, trong đó 17 huy chương vàng, 23 huy chương bạc, 13 huy chương đồng. Đứng cuối cùng là đoàn thể thao Đông Timor. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 là cơ hội để tỉnh Hòa Bình quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại. Trong đó, phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình 2022 là hoạt động mở đầu cho sự kiện quan trọng này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay tại khu vực cổng vào phiên chợ vùng cao, điều thu hút nhất đối với các em học sinh trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ đó là những bức ảnh về con người, văn hóa, du lịch tỉnh Hòa Bình do các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư của tỉnh Hòa Bình sáng tác. Thông qua các bức ảnh này, các em học sinh càng hiểu thêm về tiềm năng du lịch, phong tục tập quán đặc trưng của các vùng đồng bào trong tỉnh. Cháu đến cái khu chợ ngày hôm nay thì cháu đã bị bắt mắt với những cái hành bên Mường này ạ. Và cũng đến phiên chợ này cũng là một cơ hội cho cháu để có thể là quảng bá cái hình ảnh Mường ở trên Hòa Bình cũng như là cho mọi người trên các nước trong khối ASEAN. Và nhiệm vụ của cháu hôm nay đến thì cũng là có nhiệm vụ là đi phiên dịch các đoàn nước ngoài đến và giới thiệu quảng bá họ về cái phiên chợ cũng như là thành phố Hòa Bình này nói chung. Nằm trong chuỗi hoạt động nhân dịp tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn đua xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, phiên chợ vùng cao là nơi để các đơn vị doanh nghiệp, hộ kinh doanh có cơ hội để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản, giúp du khách tìm hiểu về các món ăn, các nông sản đặc trưng của các vùng miền. Đây cũng là cơ hội để tỉnh Hòa Bình thu hút khách du lịch đến với địa phương tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm các sản phẩm du lịch sau dịch COVID-19. Cũng rất là muốn kết nối với lại các cái doanh nghiệp, với các cái khu du lịch về các cái sản phẩm đặc sản của vùng miền Hòa Bình mình. Đấy, để là tiêu thụ những cái sản phẩm của dân tộc mình tự có đấy, để giới thiệu với các tỉnh khác, ví dụ như là các tỉnh bạn về các đặc sản của vùng miền mình đấy. Đặc sản như ở xuôi thì không bao giờ có cái thịt chua dân tộc gia vị hạt dổi, hoặc là những cái đồ như bánh ốc hay cái đồ mình khác hẳn với lại vùng xuôi đấy. Thì là mình rất là muốn kết nối với các cái vùng miền du lịch của vùng xuôi hoặc là các du lịch trong tỉnh mình để tiêu thụ được cái sản phẩm của dân mình tự làm ra. Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19, SEA Games 31 mở ra một chuỗi các sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. SEA Games 31 cũng chính là cú hích cho du lịch Hòa Bình nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong cái dịp SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam và Hòa Bình được đăng cai tổ chức cái sự kiện đua xe đạp của SEA Games 31 thì Ủy ban tỉnh tổ chức cái phiên chợ vùng cao từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 để nhằm tái hiện cái phiên chợ của đồng bào dân tộc vùng cao. Và đây cũng là dịp để giới thiệu hình ảnh Hòa Bình đối với các bạn bè quốc tế tham dự SEA Games 31. Và đây tôi cho rằng là một dịp để quảng bá cái tiềm năng lợi thế của Hòa Bình trong phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển du lịch trong năm 2022 hết sức hiệu quả, và hy vọng rằng du khách đến tham dự cái phiên chợ vùng cao sẽ là một cái cơ hội để chúng ta một lần nữa lan tỏa và đưa cái hình ảnh của Hòa Bình ra quốc tế cũng như là cho bạn bè trong cả nước để làm sao phát triển kinh tế xã hội mình có từng bước phát triển. Phiên chợ vùng cao gắn kết với sự kiện môn đua xe đạp trong SEA Games 31 được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa để Hòa Bình tiếp tục quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại tới các tỉnh thành trong cả nước và bạn bè quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm tỉnh đang diễn ra rất nhiều hoạt động trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa văn nghệ của đồng bào dân tộc từ các tỉnh thành phố tới tham dự. Đây là hoạt động nhằm quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch nhân dịp tỉnh Hòa Bình đăng cai tổ chức môn đua xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Để bảo tồn và lưu giữ những trò chơi dân gian của các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút khách du lịch đến với Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa các trò chơi dân gian truyền thống vào các lễ hội, đặc biệt phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình được tổ chức cũng góp phần tiếp thêm sức sống cho các trò chơi dân gian. Khi đến với phiên chợ,
người dân và du khách sẽ được tìm hiểu về văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian như giã bánh, ném còn, múa sạp, bắn nỏ, đi cà kheo. Với nhiều du khách khi được trực tiếp tham gia phiên chợ vùng cao sẽ có những trải nghiệm hết sức thú vị và mới lạ. Cái thời gian vừa qua cái dịch bệnh Covid ấy, thì là mình không được tiếp xúc với cả là không được có những cơ hội để trải nghiệm những cái trò chơi như này. Mình thấy rất là thích thú và thấy rất là cảm thấy là cảm thấy như là gần gũi với cả là và thấy hiểu hơn về văn hóa của các đồng bào dân tộc ở đây. Tỉnh Hòa Bình thì là đối với những cái trò chơi dân gian như này thì cũng rất là nhiều, nhưng mà ở thành phố Hòa Bình thì rất là ít khi mà gặp được. Đấy, cho nên là khi mà tổ chức những hội chợ này thì được tham gia trải nghiệm thì thấy rất là có ích. Tại phiên chợ vùng cao, các trò chơi được thể hiện bởi hàng chục vận động viên, nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số trong và ngoài tỉnh như dân tộc Thái, Mông, Sao. Các trò chơi môn thể thao này hầu hết đều xuất phát từ chính đời sống văn hóa tinh thần của các dân tộc, thường được tổ chức trong các dịp lễ Tết, thu hút nhiều người tham gia. Mỗi trò chơi dân gian, thể thao dân tộc đưa vào phiên chợ vừa là hoạt động giải trí, vừa là dịp để mỗi người dân trong và ngoài tỉnh có cơ hội được giao lưu nét văn hóa đặc trưng của mỗi địa phương. Tôi cảm thấy rất chi là vui khi tất cả các dân tộc và các huyện, các tỉnh, mọi người đều biết về cái trò chơi dân gian và biết về mỗi người hiểu biết một ít về dân tộc vùng miền của mình ạ. Ví dụ như ném còn và nhảy sạp thì cũng tương đối là dễ để cho mọi người gắn bó, gắn kết với nhau, để kết bạn với nhau dễ dàng hơn ạ. Tôi muốn tất cả các bạn lan tỏa sự vui vẻ này đến tất cả mọi người, tất cả vùng miền. Đặc biệt khi đến với phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình, một trong những hoạt động thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách là giã bánh dày. Bánh dày của người Mông được làm rất công phu, nguyên liệu chính là gạo nếp. Sau khi được đổ chín, xôi được cho vào cối để giã. Để có được chiếc bánh dày vừa đẹp vừa dẻo, vừa ngon cũng đòi hỏi người làm phải có những hiểu biết và kỹ thuật nhất định. Trong cái thời gian SEA Games này thì đi lên đâu cũng thấy cờ băng rôn, không khí SEA Games rất chi là sôi động. Và đặc biệt là đi qua công tác ở Hòa Bình này thì tôi thấy có hội chợ. Hôm nay thì tôi vẫn còn ở lại để đi tham quan các gian hàng, thấy các phong trào của các gian hàng, rồi thì các khu vui chơi, trò chơi của các đồng bào dân tộc. Thì tôi cảm thấy là những người ở đồng bào dân tộc rất thấy mến và tình cảm. Qua đây thì tôi cũng thấy là một cái sự kiện để cho gắn kết các dân tộc với nhau. Cùng với việc phát huy tài nghệ quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch của các dân tộc, phiên chợ vùng cao cũng là dịp để nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và các tỉnh bạn giao lưu học hỏi những nét đẹp văn hóa truyền thống của nhau nhằm bảo tồn và truyền dạy cho các thế hệ sau, đồng thời góp phần kết nối tình đoàn kết bền chặt trong cộng đồng các dân tộc. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, gìn giữ và phát huy giá trị của gia đình Việt Nam. Sắc tím hoa bằng lăng. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là một tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhân ngày Quốc tế Gia đình 15 tháng 5, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự gìn giữ và phát huy giá trị của gia đình Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi người con Việt Nam đều mang trong mình tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về gia đình quê hương, để nỗ lực có những đóng góp hiệu quả cho sự thịnh vượng của gia đình đất nước. Gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, là tổ ấm, nơi nương tựa quan trọng nhất của mỗi con người. Với cái truyền thống của gia đình từ xưa đến bây giờ thì vẫn là thống nhất, là một mối sống gia đình rất là hòa thuận và vui vẻ. Các con các cháu thì nói chung là trên bảo dưới là nghe theo và làm rất là vui vẻ hòa thuận. Công việc trong gia đình là chúng tôi là trên sự chỉ đạo của bố mẹ
bà bố mẹ thì lại xuống cấp nữa là các con của mình là thực hành trong một gia đình là cùng một cái khuôn khổ đó và cùng một cái guồng đó, thì chứ không có ai có ý riêng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Những lời dạy ấy đã thấm sâu trong mỗi người con đất Việt, góp phần hình thành bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là lòng nhân hậu, thủy chung, sự đoàn kết, sẻ chia, gắn bó trong mỗi gia đình, cũng như trong cộng đồng đất nước. Trong những năm qua, công tác gia đình luôn được Đảng và Nhà nước luôn quan tâm. Đối với tỉnh Hòa Bình, đã triển khai các văn bản thực hiện công tác gia đình với nhiều hoạt động phong phú và đa dạng. Hàng năm, Ngày Quốc tế Gia đình 15 tháng 5, Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 là dịp để mọi người cùng quan tâm, giúp đỡ nhau để xây dựng gia đình phát triển bền vững. Trải qua nhiều thế kỷ, gia đình Việt Nam mãi luôn gắn kết đùm bọc yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Gia đình chính là cái nôi để giữ gìn trọn vẹn những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cha mẹ dạy con cái biết thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, siêng năng, dạy con trở thành một người công dân tốt. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh tỉnh ủy để ban hành cái kế hoạch số 57 triển khai thực hiện chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo đối với công tác gia đình trong tình hình mới. Trong đó thì các cái hoạt động tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, rồi là hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai các hoạt động nâng cao cái nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn về cái ý nghĩa, mục đích của cái Ngày Quốc tế Gia đình cũng như là Ngày Gia đình Việt Nam. Để gia đình trở thành bến đỗ bình yên hạnh phúc là nơi duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi gia đình và xã hội, đồng thời tiếp thu được cái hay cái mới, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Tổng thống Joe Biden vừa công bố kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Điều này diễn ra tại ngày thứ hai của hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN ở Washington, D.C., nơi các nhà lãnh đạo tham dự đã thảo luận về nhiều vấn đề như đại dịch, biến đổi khí hậu và giáo dục. Ông Biden nói thêm rằng cuộc thảo luận phản ánh tầm quan trọng của các thành viên ASEAN và Thái Bình Dương đối với Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm Washington tiếp các nhà lãnh đạo các nước ASEAN. 9 quốc gia đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh này. Tổng tư lệnh Hoa Kỳ sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á, cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Yoon. Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết thái tử của Abu Dhabi đã được chọn làm tổng thống mới của đất nước. Chính phủ thông báo hôm thứ Bảy rằng thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan sẽ kế nhiệm cố tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, người anh cùng cha khác mẹ của ông. Quyết định được đưa ra bởi một hội đồng bao gồm những người cai trị các tiểu vương quốc sau cái chết của tổng thống Sheikh Khalifa hôm thứ Sáu. Tổng thống mới đắc cử năm nay 61 tuổi, cha của ông Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, thành lập Liên bang UAE và là tổng thống đầu tiên của đất nước cho đến khi ông qua đời vào năm 2004. Sheikh Mohammed bin Zayed được bổ nhiệm làm thái tử của Abu Dhabi vào năm 2004 sau khi Sheikh Khalifa trở thành tổng thống thứ hai của UAE. Vì Sheikh Khalifa hiếm khi xuất hiện trước công chúng do đột quỵ, Sheikh Mohammed đã phụ trách các chính sách quốc gia và ngoại giao của UAE với tư cách là nhà lãnh đạo trên thực tế. Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về quyết định gia nhập NATO của đất nước ông. Động thái trên diễn ra sau khi ông Niinisto thông báo hôm thứ Năm rằng Phần Lan sẽ chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Văn phòng Tổng thống Phần Lan cho biết cuộc điện đàm do phía Phần Lan khởi xướng. Văn phòng cho biết ông Niinisto nói với ông Putin rằng việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine và yêu cầu ngăn chặn sự mở rộng của NATO đã thay đổi cơ bản môi trường an ninh xung quanh Phần Lan. Điện Kremlin cho biết ông Putin nhấn mạnh rằng việc từ bỏ chính sách trung lập quân sự truyền thống sẽ là một sai lầm vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan.
Moscow cũng chỉ trích quyết định của Phần Lan và cho rằng sự thay đổi như vậy trong chính sách đối ngoại của nước này có thể gây tác động tiêu cực đến quan hệ Nga-Phần Lan. Trong khi đó, một số công ty thuộc sở hữu nhà nước của Nga cho biết họ ngừng xuất khẩu điện sang Phần Lan từ ngày thứ Bảy với lý do thiếu thanh toán. Công ty con của Interrail tại Phần Lan cho biết, trước đó một ngày rằng cơ sở này đã không nhận được các khoản thanh toán từ Phần Lan kể từ ngày 6 tháng 5. Các nhà quan sát cho rằng Nga có thể ngừng cung cấp điện như một biện pháp trả đũa sau khi Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin tuyên bố rằng đất nước của họ phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức. Bộ Ngoại giao nước này đã cảnh báo Phần Lan không nên gia nhập NATO và đe dọa các biện pháp không xác định để ngăn chặn những gì họ nói là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của mình. Fingrid, nhà điều hành hệ thống truyền tải của Phần Lan cho biết điện từ Nga chiếm khoảng 10% tổng lượng tiêu thụ của cả nước. Họ cho biết việc ngừng cung cấp điện sẽ không đe dọa đến nguồn cung cấp điện của Phần Lan vì sự thiếu hụt có thể được thay thế bằng cách nhập khẩu nhiều hơn từ Thụy Điển và bằng cách tăng sản lượng trong nước. Ngày 14 tháng 5, chính phủ Ấn Độ đã công bố lệnh cấm xuất khẩu lúa mì ngay lập tức để đảm bảo nguồn cung ổn định cho tiêu dùng trong nước. Điều này xảy ra khi một đợt nắng nóng gay gắt trong khu vực đã làm giảm sản lượng của nhà xuất khẩu lúa mì lớn thứ hai thế giới, khiến giá trong nước lên mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ vẫn sẽ cho phép xuất khẩu được hỗ trợ bằng thư tín dụng đã được phát hành. Nước này cũng sẽ vận chuyển chúng đến các quốc gia yêu cầu nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực. Kể từ khi Nga tiến hành quân sự đặc biệt tại Ukraine, xuất khẩu lúa mì từ khu vực Biển Đen sụt giảm và những người mua toàn cầu tìm đến Ấn Độ để tìm nguồn cung. Chỉ vài ngày trước khi công bố lệnh cấm, Ấn Độ đang nhắm đến các lô hàng kỷ lục 10 triệu tấn trong năm nay. Lệnh cấm này có thể đẩy giá toàn cầu lên mức cao mới. Thưa quý vị và các bạn, dạo quanh thành phố Hòa Bình trong những ngày này, những cây hoa bằng lăng đã nở khoe sắc khắp các tuyến đường. Dường như khi hạ về, cây bằng lăng bắt đầu trổ hoa, đã đem đến cho đất trời chút tươi tắn dịu nhẹ vào những ngày tháng năm đầy nắng và gió. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa bằng lăng. Con đường hoa bằng lăng ở phường Dân Chủ được mọi người ưu ái đặt cho cái tên con đường mộng mơ. Nơi đây đã trở thành địa chỉ thu hút nhiều người đến chụp ảnh, nhất là các bạn trẻ. Đối với cái nắng hạ oi nồng những ngày này, hoa bằng lăng như trung hòa màu nắng gắt, giúp thị giác được thư giãn. Vì vậy, mỗi khi rẽ ngang con đường này, mọi người đều thấy dễ chịu hơn. Được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á, cây bằng lăng ban đầu được trồng để tạo cảnh quan đô thị và tạo bóng mát, dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc vào mỗi dịp hè về. Thời gian hoa bằng lăng nở bắt đầu từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 6 hàng năm, và có nhiều màu khác nhau như tím, hồng, trắng nhạt. Nhưng có lẽ bằng lăng tím là quen thuộc nhất với người dân ở thành phố Hòa Bình. Với bản thân em thì em rất là thích hoa bằng lăng. Mỗi mùa đến thì là hoa bằng lăng thường nở rộ khắp con đường dải từ ngoài Trăm Mát vào trong Dân Chủ. Hoa bằng lăng thì thường có màu tím rất là nhẹ nhàng mà em yêu thích. Và mọi người khi mùa hè đến thì mọi người thường vào đây để chụp lại những bức hình thật đẹp để lưu lại những kỷ niệm khoảnh khắc. Khi hoa bằng lăng nở cũng là thời điểm mà khiến ta nhớ về những kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò hồn nhiên. Đây cũng là lúc những trang sách tạm khép lại, bạn trẻ phải xa ghế nhà trường với biết bao kỷ niệm thân thương, không cháy bỏng rực lửa như những cánh phượng hồng mùa hạ hay đại cát kiêu sa như những loài hoa khác. Bằng lăng mang một vẻ buồn man mát, trầm lắng, suy tư như những người con sống nhẹ nhàng nhưng rất chân thành. Đến đây cái màu tím của nó thì cũng gợi nhớ lại cái thời trẻ của các cô, một thời sinh viên cũng đã có những cái hàng cây khi ở các trường đại học cứ hay ra ngồi ở gốc cây. Ngày sinh viên thì thường hay ra gốc cây ngồi mùa hè là ôn bài. Đấy, cứ tụm năm tụm ba là cứ 5-6 chị em ngồi ở dưới gốc cây để ôn bài dưới cái cây hoa bằng lăng tím này. Cứ đến mùa hoa bằng lăng, thành phố Hòa Bình lại đẹp tựa một bức tranh mà những âm vang hối hả của cuộc sống thường nhật vẫn cứ diễn ra như thường. Chỉ là
nếu đứng ngắm lâu lâu, chúng ta lại thấy mọi thứ có vẻ như chậm lại. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.